Rồi chưa? Dạ. Anh ấy còn chỗ nào chưa ổn không? Ổn rồi đúng không? Bỏ hết luôn. Còn quả nó đụng ở đây. Hả? Còn quả đụng ở đây nó đóng cửa mình quên mất không? Đụng ở đây rồi. Anh bỏ tay ra. Nó chạm vào là nó sẽ nảy ra. Nhưng mà chặn nhẹ quá nó không đủ lực, nó không nhảy. Đây này. Đó. Đấy. Thế nó sẽ quay ngược trở lại. Không một dấu vết gì. Không dấu vết. Không dấu vết gì cả. À, cái chỗ đấy nó nằm dưới gầm lò đéo gì. Cái gì đấy? Cái chỗ cái motor ấy. À ớ. Lò ra thì nó nằm dưới gầm nó ảnh hưởng gì đâu. Chả ảnh hưởng gì cả. Đây nhìn này. Đây, con nộ gì đâu. Đúng không? Rồi, okay. Chả nộ gì cả. Đang ra ấn một cái nó có thể dừng lại giữa chừng nhé. Chừng nào trời mưa mình không muốn bỏ hết. Đó. Ấn như nào? Đang chạy ra ấn thêm một cái nữa. Ấn thêm cái nữa thì nó dừng. Đấy. Từ cho tí keo. Tức là trời mưa mình không muốn bỏ hết cửa ấy. Đây là tốc độ thấp, chứ tốc độ cao. Tại vì cái này nó cuốn cái ghế này này. Nó mở nó không hết đi. Không thoải mái đúng không? Đấy, mở tận cuối rồi. Thôi thì ngon nhất thì ghế. Anh biết tăng tốc rồi đúng không? À. Anh biết sử dụng tăng tốc rồi gì? Tức là vây mát này. Chứ kia kìa. Đừng dẫn lại quá. Đây nhá. Đóng mở thì một nút trên anh biết rồi đúng không? Còn đóng mà để tăng tốc ấy, anh ấn nhẹ nút này này. Ấn nhẹ để cửa đóng đã. Ấn tăng tốc này. Ấn giữ. Trường hợp mình đỗ ở xe ở dốc ấy. Rồi, ok anh. Này, cảm ơn. Một chìa anh cất đi hộ em nhé, chẳng may rơi mất thì gói thay.